Vâng. Chào các bác nha. Các bác cứ bảo là xe 19 thì chạy nào được. Đây, chạy thoải mái, chạy ngon luôn. Đấy, cực êm luôn. Đấy. Đấy, ngon thấy chưa? Kim nhan đầy đủ. Đấy. Bây giờ bao nhiêu đi nha? Đấy, 19 triệu thôi nhá. 19 triệu mà chạy à. Như ô tô. Này à, ô tô 19 triệu mà con xe ba gác. Vâng, 19 triệu tiền bằng con xe ba gác. Nhưng mà ngồi trong ô tô này sướng hơn con ba gác nhiều quá nhá. Đấy. Bây giờ các bác thấy không? 19 triệu thôi là sử dụng được ngay một mẫu xe 16 chỗ Toyota Hiace. Vâng, xe của Nhật Bản nhá. Máy cực ngoan, cực êm luôn, máy vẫn đang nổ nhá. Đấy. Cái này tội gì chúng ta phải mua ba gác về chạy làm gì? 19 triệu các bác mua về chạy gì chạy này. Đấy, giấy tờ đầy đủ à. Đấy, tháo hết ghế ra chạy hàng thoải mái nhá. Đấy. Ga này. Đấy. Các bác cứ bảo là không có 19 triệu mua xe không ra gì. Đây, máy nổ êm, chạy cực sướng luôn, các bác để cả năm ra ngoài đè phát nổ luôn. Đây máy này. Máy khô đét. Đấy, vẫn đang nổ này, máy nổ rất là êm này. Chứ không ai này, chạy này. Đấy, chưa. Vâng. Đấy, cửa đóng rất là đẹp, rất là khít luôn nhá. Vâng, 19 triệu mà mình đã có ngay một mẫu xe chạy hàng rồi. Đấy, tội gì các bác mua su cóc làm gì. Su cóc đại su kia làm gì. Cái dòng hết mấy dòng hết đời hết đát này con nào chả như con nào. Mua này về chạy được nhiều hàng hơn. Nành hơn, bền hơn, chạy sướng hơn. Đồ nhiều đồ thay thế luôn. Các bác thiếu đồ gì bỏ em cho nhá. Đồ này nhà em đầy. Đấy. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua cho các bác và quý vị anh chị một mẫu xe 19 triệu về chạy hàng nhá. Thì thực ra là mỗi người có một nhu cầu khác nhau. Các bác bảo mua về này, về dòng xe này về chạy để công an bắt à. Nhưng có những nơi người ta chạy được, người ta không lo về công an, người ta chạy trong vùng quê không sao hết các bác nhá. Thì các bác nào mà có nhu cầu phù hợp với dòng xe này về làm xe gì thì các bác cứ làm, miễn sao là mình kiếm được tiền là ok các bác ạ. Các bác ạ. Vâng, không ăn cắp ăn trộm là được các bác nhá. Vâng, em xin kết thúc clip tại đây. Giọng em hơi thô nhưng hơi nó thật các bác nhé. Giá chỉ có 19 triệu thôi là đã có ngay một mẫu Toyota Hiace rồi. Đấy, xe Nhật Bản luôn các bác nhé. Vâng, em xin kết thúc clip tại đây ạ.